Kính thưa quý vị, phái đoàn vừa mới đến tại chùa Phú Ngạn, địa điểm thứ tư của ngày 8 tháng 1 năm 2017, xã Quảng Thành, thôn Phú Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên, Huế. Phái đoàn đang chuẩn bị cho 300 phần quà cho đồng bào nạn nhân thiên tai vừa qua, để cho phái đoàn bây giờ bắt đầu cho cái việc mà phát quà cho đồng bào tại nơi đây. Hôm nay Chư Tôn Đức mới vừa tới địa điểm này. Toàn thể quý vị đại diện 300 hộ nghèo thuộc xã Quảng An, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang trở về vân tập tại địa phận đường Phú Ngạn. Hôm nay dựa mùa nông của tỉnh Thừa Thiên Huế, sau gần 2 tháng mưa lụt liên tiếp xảy ra, tạo ra nhiều khó khăn cho cả giới đồng bào khắp các địa phương ở miền Trung nói chung. Thế nhưng đã hướng về quê hương xứ sở, đã nhớ đến đồng bào ruột thịt chúng ta, đường xã xa xôi nhưng cả ngày vì lòng từ bi, tất cả chúng ta vẫn có duyên lành tắm ngồi trong hào quang của Đức Phật. Cho nên chính vì vậy mà các ngài hôm nay đã có mặt tại nơi đây. Việt Nam Phật Giáo Hạnh Hòa Liên Châu, trưởng đoàn do Hòa Thượng Thích Thông Hải kính minh, và thư ký của đoàn là Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, là sự hiện diện của các vị cư sĩ nam nữ và có những tấm lòng của các vị Phật tử ở phương xa vì hoàn cảnh không về nơi đây được, cùng đang gửi cả tấm lòng để về thăm đồng bào chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung, và trước khi có sự tham biến của Chư Tôn Đức Trung Hải Đoàn và trao những phần quà tuy rất nhỏ nhưng gói còn tất cả vì đạo tình sâu sắc, tất cả tình đồng đạo nguyện đồng bào mà từ phương xa các ngài đã vượt hàng ngàn cây số để trở về đây, các vị cư sĩ Trung Hải Đoàn và qua chư vị Trung Hải Đoàn cho chúng tôi lời chúc tăng ni một năm mới đạo thể chính năng Phật tử viên thành, một năm mới 2017, một mùa xuân Kinh Dậu sắp tới. Chúng tôi cũng xin lời thăm viếng đến toàn thể bà con các hộ nghèo tại địa phương xã Quảng An và xã Quảng Thành, cầu Phật gia hộ tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương bái bạch Hòa Thượng đương kim trụ trì chùa Thiên Minh, thành phố Thừa Thiên Huế, các bác, các anh chị em có mặt hôm nay, Phật giáo Việt Nam hải ngoại Liên Châu, để được có cơ hội gần gũi với tất cả đồng bào, các hộ nghèo khó, mà Chư Tôn Đức Tăng Ni của bốn giáo hội Liên Châu cũng như đồng bào Phật tử ở hải ngoại
nhìn thấy những hình ảnh thương tâm với lòng từ bi mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên chính vì vậy, chúng tôi, chư Tôn Đức, Tăng Ni cùng đồng bào nơi hải ngoại đã cố gắng vận động một số tình tài rất lớn cho chuyến đi này, để đem về quê hương giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta đang trong cảnh khó khổ này. Đồng hương nơi hải ngoại đã gửi về cho quý vị tận tay qua cái sự điều họp, điều hành của chư Tôn Đức, Tổng vụ Từ Thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại Liên Châu. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị em, chính quyền địa phương, các cấp đã dành những điều kiện thuận tiện, dễ dàng để cho phái đoàn về đây thực hiện cái việc cứu trợ này. Chúng tôi xin gửi lời vấn an sức khỏe và cầu chúc cho quý vị cùng toàn thể đồng bào của chúng ta sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường đều được như ý nguyện. Và quý vị sẽ vượt qua tất cả những sự khó khăn, thử thách mà thiên nhiên đã đưa đến cho đời sống của quý vị. Thường hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin trân trọng kính chào chư liệt quý vị. Đây các tay chào đây không phải chỉ có riêng ở Việt Nam chúng ta, mà kính vị ra nước ngoài đó, quý vị chỉ cần cắt tay vậy, một người bất khi thấy vị cắt tay vậy họ cũng cắt tay chào quý vị. Và bây giờ đây là một cái phút chào rất là thông thường. Dạ, 300 phần quà thì trong mỗi phần quà đó có một cái bao thơ, thì cái bao thơ đó có một cái tiền là 200 ngàn. Thầy không biết rằng cái tiền này nhiều ý nghĩa thì thầy không biết, nhưng mà xin gửi rất tấm lòng với 200 ngàn đồng, và đồng thời có một bao gạo, và một thùng mì. Đó là cái món quà mà chọn gói gửi đến về cho quý vị. Đó là tất cả những tấm lòng của người Việt tha hương hướng về đồng bào quốc nội. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị và lời chúc an lành nhất đến cho quý vị trong mùa xuân Đinh Dậu sắp tới đây. Thầy con ánh mắt nụ cười chiếu tươi tâm tối bao người tựa nương. Thầy con trí tuệ soi đường nhủ khuyên sanh chúng muôn phương giác nhàn. Tâm thầy hoan hỷ lạc ban, tiến tu vững bước sáng chân lý vàng. Xóa tan đau khổ lầm than, cứu sinh nhân thế độ an muôn loài. Con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lòng thắm. Thầy con với trí huệ sáng láng từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sông tranh niềm tĩnh giác, hương hoan hỷ nở nụ cười là an. Con xin cung kính vân lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá vô tri nhiều hơn, thể thật cao quý sáng ngời chân lý.
hận gì, cho con chỉ thức thêm lòng từ bi. Thề là đúng khi sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng kiên tu, để đền đáp ơn nghĩa thầy dịu dắt. Con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lòng thăm. Thầy con với trí huệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sông tranh niềm tĩnh giác, thương hoan hỉ đã nụ cười lạt an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hô chi nhiều hơn, thầy thật cao quý sáng ngời chân lý. Trên cơn hiểm nguy cho con thêm sức sức tham hận si, cho con chỉ thức thêm lòng từ bi. Thề là đúng khi sáng đường con đi, đời con biết nương tựa chánh pháp, dù gian khó. À, kính thưa quý vị, phái đoàn của chúng tôi đến thăm viếng một cái căn nhà của một gia đình. Đây là cái căn nhà sẽ giúp đỡ, trong đoàn sẽ giúp đỡ cho nhà tình thương trong cái chương trình của cứu trợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia đình này là xin xóa cái nhà tạm này, tức là cất lại, là vì cái nơi đây không có nhà đã cũ rồi, gia đình rất là nghèo. Của bà Hoàng Thị Lụa ở thôn Cao Xá, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, như ở đây quý vị nhìn thấy là căn nhà, mặc dù nó như vậy nhưng mà đã rất là nguy hiểm, không có an toàn cho cái sự sinh sống ở tại nơi đây. Thành ra xin quý vị theo dõi bạch ông gia đình. Thưa quý vị, bên trong của căn nhà thì như quý vị thấy là cái điều kiện cũng như là cái những cái trần nhà và những cây tre cái này rất là nguy hiểm, có thể xảy ra cái nếu không an toàn có thể sập và bất cứ lúc nào có thể tạo ra cái sự thương tích cho những người trong gia đình ở đây. Thì quý vị thấy trong cái căn hộ đang ở đây rất là chật hẹp, cần phải đập bỏ căn nhà này lại để mà làm lại mới. Vì vậy trong phái đoàn đã quyết định để giúp cho hộ này trong cái chương trình cái nhà tình thương cho đồng bào, cho gia đình ở đài tài nơi đây. Quý vị có thể nhìn thấy. Và ông viện chủ của chùa Thiên Minh, bạch ông, chúng con cũng nhờ ông giúp giùm để lo cho cái căn hộ này được xây lại cái căn nhà như gia đình đã mong muốn. Vì tụi con phải trở về lại các trú xứ của mình sau chuyến đi quỷ lạo này, cho nên mọi việc chúng con kính thỉnh ông nhờ ông giúp giùm chúng con. Xin chân thành cảm niệm ân đức của ông. Thành ra đây là 50 triệu tiền Việt Nam. Phái đoàn đi cứu trợ kỳ này có cho hai nhà tình thương của mỗi tỉnh
Thành ra đây là một trong những căn nhà thứ hai ở trong tỉnh Thừa Thiên này. Và đây là 50 triệu tiền Việt Nam ha. Con sử dụng tiền này để xây lại cái căn nhà. Thì quý thầy nhìn thấy cũng rất là không được an toàn cho lắm. À. Dạ, xin phép thầy cho các bác thầy cho xin con xin và các sư cô cho con xin lời cảm ơn các thầy và các cô đến thăm gia đình giúp cho con để con xóa cái nhà tạm thôi. Rồi, con nhận đi ha. Dạ. Có sự chứng minh của ông của mình ở đây ha. Dạ. Một Phật nhà. Rồi, dạ. Nhà cửa thì thô sơ, nguy hiểm. Mà một tắc nữa, mà mình vô riêng là hồi biết liền. Dạ. Cho nên để diện an toàn tận mạng rồi chuyển tiền bảo vệ cái số tiền này để mà xây ra. Cho nên ngồi thử giao lại cho ban trị sự. Dạ. Tiếp là ban từ thiện. Bên mặt chứng phải lo việc thiết kế. Mời thờ thầy. Còn chị nhiều khi tuy rằng là cuộc quen thời nhưng mà không ranh băng mấy bạn. Đúng. Thành thử tôi xin trao lại ban trị sự. Vì đây là con biết là cái tiền này của đồng bào Phật tử Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử hải ngoại. Cho nên vì vậy đó, sau khi xây cất đó, quý thầy cũng muốn thấy hình ảnh thật sự có, để mình không thể nào mà nhận cái tiền mà không có làm. À là quý ông ông đưa cho nên giúp cho chị. Lúc khi mà làm xong là con đó. Đúng rồi. Thì bây giờ thường thầy lên vô bậc chánh. Kính thưa quý vị, hôm nay phái đoàn chúng tôi vừa mới trở lại nơi tỉnh Bình Định, làng Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, thuộc tỉnh Bình Định. Đây là địa điểm đầu tiên của hôm nay phái đoàn sẽ thực hiện cái chương trình cứu trợ cho đồng bào ở tại nơi đây, tức là hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2017. 500 phần quà này sẽ được phân phát cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt trong những tuần lễ qua. Thì phái đoàn đã đến đây để thực hiện chương trình từ thiện hôm nay. Xin quý vị theo dõi cái chương trình phát quà ở tại nơi đây. Trên đời này một kiếp người có mấy mươi năm, kiếp trần gian ở đời biết bao thăng trầm, và kiếp người ai cũng trải qua bao khó khăn mưu sinh cuộc sống. Sống ở đời này hãy yêu người như chính thân ta, để ngày sau ta được sống trong thanh nhàn. Đừng tham tiền bất chấp lương tâm, lấy uy quyền áp đặt thế nhân. Ôi một kiếp trần ai ở thế gian sống được mấy mươi năm, chẳng ai nghèo hèn mãi ai ơi, cũng chẳng ai giàu một kiếp đâu. Kính thưa quý vị, những quý vị đã thấy quang cảnh đang phát quà cho đồng bào bị lũ lụt. Những quý vị thấy là đồng bào rất đông, là 500 phần, và trời đang mưa cho nên cái sự phát quà nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ban tổ chức trong đoàn cố gắng để mà khắc phục phát cho đồng bào như những gì đã ấn định.
theo 500 phần quà đó. Như quý vị đã nhìn thấy cái quang cảnh trời mưa, tuy nhiên bây giờ cũng đỡ đỡ, lúc nãy là rất là nheo nhóc, rất là khó khăn cho cái vấn đề phân phát. Sống kiếp làm người, ai ơi đừng phổ nghĩa vong ân. Đời giúp ta, ta hãy sống có ích cho đời. Để mai này khi nhắm mắt xuôi tay, sẽ không còn gì để hối tiếc một kiếp làm người. Trên đời này một kiếp người có mấy mươi năm, kiếp trần gian ở đời biết bao thăng trầm. Và kiếp người ai cũng trải qua bao khó khăn mưu sinh cuộc sống. Sống ở đời này hãy yêu người như chính thân ta, để ngày sau ta được sống trong thanh nhàn. Đừng tham tiền bất chấp lương tâm, lấy uy quyền áp đặt thế nhân. Được của bạn bạn không có. Mà cái bao thờ đâu? Cái bao thờ trắng quan trọng. Dạ có. Đâu? Dạ con. Bỏ vô chưa? Dạ dạ. Cái đó đó nha. Dạ, dạ. Nó quan trọng nha. Thôi thầy chúc lành năm mới nha. Dạ, dạ. Kính thưa quý vị, phái đoàn của chúng tôi vừa mới đến địa điểm thứ ba của ngày 9 tháng 1 năm 2017 tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Số quà hôm nay phái đoàn của địa điểm 3 này là 500 phần quà để cho đồng bào ở tại nơi địa phương này. Như quý vị biết là Bình Định gần đây nhất trong những cái cơn lũ lụt đã thiệt hại rất nhiều vườn tược của đồng bào, nhà cửa nhiều người rất là khổ và không có cuộc sống, chưa trở lại bình thường. Hôm nay quý vị thấy phía sau lưng của chúng tôi là đồng bào đã nhận được những cái phiếu, và giờ đây quý vị đã quy tụ từ hồi trưa đến giờ vì ở nơi đây di chuyển từ điểm này đến điểm kia để phát quà cho đồng bào, rất mất thời gian, cho nên tội nghiệp họ phải chờ đợi bao nhiêu tiếng đồng hồ. Bây giờ phái đoàn mới về tới thì bây giờ quý vị cứ theo dõi cái chương trình sinh hoạt phát quà cho đồng bào. Vì những ước mơ, vì những cuộc
sẻ chia bao tình yêu thương. Ngồi cái phần quà đây thì trong cái bao thơ này mỗi vị nhận là 400.000. Rất là tệ. Hy vọng là về mua một buổi một miếng bánh và một quả bình hoa thì coi như là cúng ba ngày tết thôi, nhất là mấy ông không được mua nữa. Anh nhận ai trong cánh ước mơ. Thưa quý vị, đồng bào ở tại tỉnh Bình Định rất là dễ thương. Như quý vị thấy là cái phát quà rất là có trật tự. Quý vị rất là có trật tự rồi. Rồi đứng lên cô. Có phiếu là có. Ha. Cho nhưng mà hồi nó ai bưng? Cụ bưng nổi không? Để đây. Mấy? 82. Cụ 82 còn cụ. Mấy? 88 cho. 88 mà khỏe nha. Già quá, trai cụ già. Rồi quý vị ngồi đó, cụ trẻ ngồi đó nha. Cho bà cụ đứng lên luôn. Cụ già đây cho. Cụ trẻ ngồi đó. Thống nhất hải ngoại Liên Châu để đại diện cho đồng bào
đưa về nơi cấp tỉnh này, và hôm nay là địa điểm đầu tiên của chúng tôi ở tại tỉnh Phú Yên này. Xin quý vị theo dõi phần phát quà trong phút chốc. Kính thưa quý vị, phía sau lưng của chúng tôi, ở trước phía trước của văn phòng của xã ở đây, đồng bào đang nhận những phần quà. Như quý vị thấy quang cảnh đồng bào 700 người, nhưng mà mới có khoảng gần phân nửa, chưa được phân nửa. Đồng bào vẫn còn đang tiếp tục nhận những món quà mà của phái đoàn của chúng ta gửi tặng. Và trong đây đó thì chúng tôi được biết là 400.000 đồng Việt Nam và một thùng mì, cũng như là một chai dầu ăn để cho đồng bào có thể có một chút quà cho mùa xuân ăn Tết sắp tới. Thưa quý vị, hôm nay thì là ngày mùng 10 Tây tháng 1 năm 2017. Tại nơi đây là cái trụ sở của xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Hôm nay do Hòa Thượng Thích Thiện Đạo là người chịu trách nhiệm để mà giúp đỡ liên lạc với chính quyền tại địa phương để mời cho những cái phiếu cho những đồng bào ở những cái vùng sâu, vùng xa mà phái đoàn không thể đến được, để quy tụ về một địa điểm ở tại xã Xuân Lãnh để cho đồng bào có thể nhận được những món quà này. Thì quý vị đã thấy đồng bào đang còn đứng ở đây trong những cái hàng để mà nhận những món quà của phái đoàn. Miền Trung quê hương tôi, ruộng quán khô cằn, đất cày lên sỏi đá. Một nắng hai sương, giọt mồ hôi chiều nặng, cơm đồn ngô khoai từ thuở mới chào đời. Những đói nghèo chua xót tâm hồn tôi. Thời gian thường già hơn trước tuổi, miền Trung quê tôi, miền
miền Trung quê tôi, miền Thủy Dương biên ngàn cơi gió gọi, sóng dạt dào ôm ấp những bờ xa. Quý vị, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2017. Phái đoàn vừa mới đến trong một đoạn đường sình lầy và hẹp, trong qua những cánh đồng sình lầy rất khó khăn cho đoàn. Tuy nhiên, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã cố, phái đoàn đã cố gắng đi vào một cái ngôi trường mà bị hư hao để cần giúp đỡ tu sửa lại. Đó là trường Mẫu Giáo Mỹ Long tại xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nơi đây nằm trong cái vùng cũng bị lũ lụt. Sáng giờ ăn gì chưa? Chưa. Hôm nay con ăn gì chưa? Sáng giờ này. Đưa lên bàn cho cháu. Ta ăn gì chưa? Đói bụng không? Đâu cho xem ông coi cái bụng cho tôi nói không coi. Kính thưa quý vị, là trước khi chúng tôi rời khỏi các quốc gia mà chúng tôi đang sinh sống cũng như đồng bào, thì Chư Tôn Đức luôn luôn lúc nào cũng có gọi phone và nhắc nhở luôn luôn lúc nào ngoài cái việc cứu lục ra, chúng tôi mà quý thầy còn cố gắng để giúp cho các địa phương có những cái ngôi trường, hay sửa những ngôi trường, hay là làm những ngôi trường để cho các cháu mầm non sau này nó có chỗ nơi để nó học. Có thưa với quý vị là từ ở Nghệ An và đi vào tới Tuy Hòa, thành ra nhiều tỉnh, nhiều quận, nhiều thôn chúng tôi đã đi qua và tiếp cận giúp đỡ rất nhiều. Và hôm nay tới ngôi trường này thì đây là cái số tình tài của phái đoàn mang đi từ đồng bào Chư Tôn Đức và đồng bào Phật tử của chúng ta ở hải ngoại Liên Châu đã gửi gắm chúng tôi mang về tận nơi cho quý vị. Thì hôm nay có sự chứng kiến, chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong phái đoàn và của Hòa Thượng Thích Thiện Đạo ở nơi đây. Ngài đã giúp cho cái chương trình cứu trợ này và có sự hiện diện của các cấp chính quyền cũng có mặt, và nhất đặc biệt là cô hiệu trưởng của trường có mặt đây, là như lời của Thượng Tọa Tâm Phương, phó trong đoàn, để điều họp chung đã chuẩn bị số tiền 50 triệu đây xin gửi cô hiệu trưởng nhận để mà chi phí vừa rồi quý vị đã làm đó. Thì quý vị thấy là đây là cái chỗ mà chắc không được, hôm nay đến quá đẹp quá sạch, nên mong quý vị cũng nhận tấm lòng của tất cả đồng bào của chúng ta ở hải ngoại nhé. Một vài là trong thời gian chị cứ nói con để cho quý thầy gỡ gỡ bánh cho qua. Dạ. Rồi đó, ba đã lấy cho nhà trường. Phải nói là rất con là xúc động. Cái cả 50 triệu đồng. Còn mua trường ngày trước thì nó bị hư, chứ hai nữa là nước nó ngập lên cho nên là cháu không thật cả nó dùng học được. Cái này đã giúp đỡ cho cháu. Phải nói là con rất là xúc động khi nhận cái tiền này rồi. Bây giờ con đang cảm thấy là môi trường nó rất là khang trang. Và dạ, đã được đi mấy ăn rồi cho cháu, đã được đến trường. Con đi tìm cho nhà trường thì con xin cảm ơn các thầy đó. Thầy ạ. Sao nghẹn đắng bờ môi,
chia tay bên trời lệ buồn đưa tiếng tôi xin gửi nơi đây bao lời yêu nồng nàn bao lời thầm kín con vương chút dịu dàng một miền quê hương đồng lúa xanh ngời ngời yêu thương con người làm lù vì tình quê biết mai sau này tôi còn nhớ trở về chiều buồn vương chút nắng tiếng chân tôi xa à, kính thưa quý vị phái đoàn của chúng tôi vừa mới đến từ hôm qua chúng tôi đã đến nơi thành phố Khánh Hòa tỉnh Khánh Hòa này để chuẩn bị sang hôm nay địa điểm thứ nhất để mà phát quà cho đồng bào tại nơi địa phương này. Nơi đây là điểm tụ họp lại của các xã về nơi chùa Bửu Lâm, Suối Tiên, thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, thành tỉnh Khánh Hòa. Và cũng nhờ vào cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là thầy trụ trì Đại Đức Thích Nguyên Định, thưa quý vị, trụ trì chùa Bửu Lâm. Hôm nay thì phái đoàn sẽ cho tổng cộng là 350 phần quà và mỗi trị giá của mỗi phần quà là 400.000 đồng, thưa quý vị. Thì đồng bào đã đến từ hồi sáng đến giờ để chờ đợi. Tỉnh Khánh Hòa tuy nhiên là không bị ảnh hưởng lũ lụt như là ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hay hoặc là ở Bình Định vân vân. Mà tuy nhiên ở Khánh Hòa thì đồng bào cũng có bị mưa bão và bị sập nhà, cũng mười mấy căn nhà ở nơi đây cũng sập. Quán Thế Âm Bồ Tát xin mẹ từ bi cứu độ chúng con đêm nay ngoài kia mưa rét bão buồn thế gian quặng quại đau khổ điều linh lạy mẹ được lượng hết đó. Cho nên là thầy đề nghị rằng là cho 10 cái gạo thằng mì và cho dầu để ăn Tết. Mấy cụ này một lát nữa là ráng mà linh chứ còn linh không được là bỏ lại chùa nha, không có ai chở em về nha. Rồi bây giờ không có thời giờ nhiều, là quý thầy làm ở đây xong rồi còn đi đến một điểm khác nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và đã giúp cho tạo điều kiện cho quý thầy đến đây thăm quý vị, gửi một món quà mùa xuân rất là nhỏ thôi nhưng mà tấm lòng thì rất là lớn. Quý vị đến đây thường sáng giờ ngồi cũng mệt rồi, xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị luôn được khỏe trong năm mới. Bây giờ là hòa thượng mà trả tiền đến cho quý vị là chính. Dạ, đây là một cái chào hiện đại mà khắp thế giới bây giờ ở đang chào nhau bằng hai tay chắp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mong đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền cuối xin lạy mẹ xót thương đời con.
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đêm nay ngoài kia mưa gió bão bùng, thế gian quặng quại đau khổ điều linh, lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đói nhìn lời con khẩn cầu thiết tha. Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, cuối xin lạy mẹ chứng cho lời con. Nguyện nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cụ Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện nguyện cầu cho đất nước hòa bình, người người hết thương đau lầm than. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mong. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cuối xin lạy mẹ xót thương đời con. Lạy mẹ xót khát nước biết nghe nào cái người nào nó à, không ai thương nữa rồi cánh tiên lượm được á so cái đi sáng là được lấy được sáng ba chậu ra thôi, là cái nhà cấp 4, còn một nhà tân nữa là bán sẵn năm đóng. Gia đình nha, nghiệp quá. Cụ hai thì chỉ buồn với gia đình nha cụ. Gia đình của cụ có ai bị nha? Thôi tội không. Thôi chỉ buồn với gia đình ha. Một kiếp người có mấy mươi năm, kiếp trần gian ở đời biệt bao thăng trầm, và kiếp này của những người thân của anh đó. À, vợ con á, có đem ra cõi được không? Rồi lấy xác ra chưa? Sập là 2 giờ sáng. Rồi trong đó là đồ cứu hộ máy múc và máy đào. Đào từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ rưỡi chiều. Dạ, tìm được thi hài của vợ và đang con. Trong trong cái đó là con đưa là con đi chùa gửi. Để cũng đâm bây giờ hết chỗ cũng đâm. Rồi bây giờ anh đang ở đâu? Dạ, con ở sau tạm sáng ở đó, có cái phòng nhỏ. Tạm thôi. Coi như là bây giờ chỉ còn có mình anh thôi. Dạ. Tội nghiệp lúc đó anh ở đâu? Dạ con đi xe, chạy xe. Không có nhà, dạ, nếu có nhà rồi thôi, dạ, kể như có nhà là mất luôn. Rồi, thôi thầy cũng chia buồn với gia đình ha. Và thưa cụ, đứng tới cầu nguyện chút nha. Cầu nguyện, rồi. 5 phút rồi, rồi. Rồi. Sống kiếp làm người, ai ơi đừng phụ nghĩa vong ân. Đời giúp ta, ta hãy sống có ích cho đời. Để mai này khi nhắm mắt xuôi tay, sẽ không còn gì để hối tiếc một kiếp lắm.
thập phương thần hư không biến pháp giới quá hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo hiền na ta bà giáo chú điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật long hoa giáo chú đường lai hạ sanh từ thị di lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát biên phạm giới thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phụ Thiệt Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh Nam mô Minh Giáo Chủ Địa Ngục Vị Không Thể Bất Thành Phật Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Như tôn kinh cập niệm Phật nguyện đem công đức này Hồi hướng kỳ siêu cho tận hương linh hiền thế Phạm Thị Hoa Hường Dương Tư Thập Ngụ Tuệ con trai Phạm Cao Sáng Hương Dương Thập Cửu Tế và kỳ nguyện cho chư vị hương linh gia đình vợ phán thì cứ thọ thật thập tuệ cháu nội lễ anh khang hường dương ngụ tuệ cập kỳ nguyện cho chư vị hương linh đã từ nàng tại thôn Phước Lộc xà Phước Đồng thành phố Nha Trang địa danh Đồng Bò Dưới chư vị hương linh đằng đằng thừa tự công đức tốc thoát mê đồ siêu sinh Phật quốc và lại nguyện kỳ an cho gia đình của chư Hương linh nàng nhân hiện đang còn sống. Phàm công dụng hành cánh tứ thập luận tuế. Và kỳ an cho chư vị đồng bào bị toàn đang sống trong trần lờ đực. Vừa qua lễ tầng hành cánh thất thập tuế. Và chư vị đệ tử còn đang nằm tại bệnh viện lễ anh văn 35 tuổi trương thị thu sương nguyện thẩm phương thường trụ tam bảo thì tự chứng minh gia hộ cho toàn thể chư vị đệ tử nghiệp chướng bao chướng thải đều tiêu trừ sự nhất thiết ác duyên tật giải tiêu diệt kiết tường như ý nguyện phổ nguyện âm siêu dương thời ai ngà thành phạm giới chúng sinh tinh dự vô tình tề thành phật đạo Thank you.
đúng rồi, là cũng chung một gia đình. Rồi đúng rồi, mình sẽ có 9 gia đình bị nạn, mà mình trong đó có 2 gia đình là thân nhau á. Rồi thưa với lại quý bác và quý anh chị, đoàn của quý thầy là đã có kế hoạch lên đường để cứu trợ cho đồng bào bảo thủ miền Trung trước đây khoảng 3 tháng. Và trong khi quý thầy sẽ chuẩn bị lên đường đó, thì một trước đó, trước ngày đi lên đường một vòng đó, thì thầy mới thấy được cái cảnh này xảy ra. Khi đó chúng quý thầy ở bên Úc, khi mà quý vị xảy ra 2 giờ khuya thì sáng hôm đó ông gọi cho thầy, nói sư ơi, sư quên ơi, gần chỗ cái tỉnh thất của em nó bị xảy ra cái chuyện như thế này, thầy biểu ông vô. Thì thầy mới nói với hòa thượng Liên Đoàn thì mới trích ra tạm thời bây giờ những cái gia đình mà bị nhà sập ở đây á, thì thầy tặng cho mỗi gia đình 10 triệu, riêng 2 gia đình mà có người mất á thì tạm thời là nhận 20 triệu, tức là gia đình có người mất á thì nhận 20 triệu, còn những gia đình mà bị tai nạn này mà không có người mất á thì mỗi gia đình nhận 10 triệu. Rồi quý thầy sẽ có kế hoạch như thế nào trong tương lai là chuyện đó là chưa hứa được, nhưng mà sẽ quan tâm. Khi mà đến cảnh này rồi quý thầy thấy xúc động vô cùng, không ngờ quê hương mình lại có những cái cảnh như thế này. Những cái nước khác thì thầy có thấy trên hình ảnh, nhưng mà chưa bao giờ thấy những cái nơi mà bị đá núi lở to như thế này. Thì trong vừa rồi đó, thường tòa có trưởng phái đoàn, có bà đoàn đó, tòa Tâm Phương quê ở đây, ở Nha Trang này. Và thầy đã nói đó, khi mà chương trình đã lên lịch trình đi cứu trợ rồi đó, thì quý thầy mới nhận được cái tin này. Cho nên cái tin này đó, ngoài cái chương trình dự trù của 3 tháng nay, tuy nhiên cũng trong cái mùa mưa mà nước nó bị đất nó bị mềm như thế, thì làm sao những cái nơi như thế này nó không có bị núi lở được, sập lở được. Cho nên vì vậy đó, biết rằng quý vị đang trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất buồn và rất là khó khổ, nhất là những vị như anh đây, gia đình của bác đây là có người thân mất á, buồn lắm. Hồi nãy thầy thấy bác khóc, anh khóc, thầy quý thầy rất là thương. Cái điều quan trọng là quý thầy tới đây để cầu nguyện cho những vong linh, những người thân của quý xấu số. Đang từ phương xa quý vị, quý thầy về đây cả nửa vòng trái đất xa lắm chứ không có gần. Từ các châu lục đây là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hàng Liên Châu. Đó, thành ra quý thầy về nơi đây, quý Phật tử về nơi đây xa lắm, chứ không phải gần. Ha. Thành ra quý thầy về đây, thứ nhất là rất cầu nguyện, chia buồn với quý vị. Đã có những cái phần quà như vừa rồi, cùng tòa Tâm Phương, phó đoàn đã có những lời chia sẻ với quý vị và đã nói những phần quà nào cho quý vị và trong tương lai. Như thường tòa nói là mình, quý thầy không dám hứa, tuy nhiên quý thầy sẽ lưu tâm để giúp đỡ cho quý vị trong tương lai ha. Bây giờ đây là những cái món quà. Bây giờ cái gia đình nào mà mất đâu? Không. Con chị đứng yên cái đã, từ. Đây là mình mãi bên nội mình chung luôn. Mình không. Tức là hai có 2 gia đình mất. Dạ. Không. Con. Con gái, phen nữa. Nói chị, em nói cho chị nghe. Bên này là nội, bên kia bên ngoại. Dạ, đúng rồi, bên này là nội, bên này là ngoại. Bên này là ngoại. Rồi, được rồi. À mà cũng chung trong một gia đình thôi. Dạ đúng rồi. Rồi, được rồi, thôi được rồi. Được rồi. Được rồi, được rồi con. Được rồi, từ từ cái đã con, từ. Bây giờ thầy nói nghe nè. Bây giờ nè, là bao thơ tại vì chung một gia đình mà. Tại thầy chuẩn bị vô chỗ đây chỉ có 100 triệu thôi. Biết chưa? Rồi từ cho biết. Bây giờ giao cho ông. Ông nội. Ông nội. 20 triệu. Ông nội. Biết chưa? Khoan, để từ để thầy nói nghe cái đã. Rồi. Bà ngoại 10 triệu. 10 triệu là gia đình sập, có con sập phải không thầy? Đúng rồi. Đúng rồi. 10 triệu. Gia đình sập.
mà cái đứa cháu chết là gì? Là cháu ngoại. Cháu ngoại ở chung rồi nhà, bé ông bé ông nội 20 triệu cho bà ngoại 20 triệu luôn. Rồi, bác cầm đi gì nữa đó. Đừng nói rằng con đê vậy đó, đừng nói nữa. Được rồi. Được rồi, được rồi. Thầy mà hết tiền là mua bé bay là thầy chạy bộ gì á. Nhưng mà cái gửi cái đồng tiền này như này. Không. Hồi nãy con nói một câu rất là dễ thương, cái sùa mà hết tiền là cũng trả lại. Đúng là bây giờ cái ông này á 20 triệu. Rồi. Vợ con anh mất nè. Vợ con mất con 10 triệu. Nhà sập. Mấy ông này cũng nhà sập chứ. Rất là bình đẳng. Đúng rồi, hai gia đình lại tốt chung. Không. Rồi đúng là không, nhưng bây giờ nhà sập là 10 triệu. Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi. Phái đoàn đến cái thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, địa danh là Đồng Bò Dưới. Như quý vị thấy là ở phía sau của chúng tôi là núi bị lở sụp nhà, chôn trọn 6 căn nhà và hư sụp lở 3 căn, và 4 người chết và 2 người đang trong tình trạng tại bệnh viện rất là nguy cấp. Đã gửi đi cho phái đoàn chuyển hộ đến cho những vị mà có gia đình bị những cái thiên tai như thế này. Quý vị đâu có là ai mà muốn như thế này đâu, cảnh sống ai cũng muốn hạnh phúc. Và gia đình đang sống bao nhiêu năm trời bên một cái gần một ngọn núi, một triền núi rất xinh đẹp như thế này, mà ai nghĩ rằng cơn vô thường đánh mất đi những người thân thương như vậy, rất là khổ đau. Thưa quý vị, thì hôm nay phái đoàn đem đi đến đây là để xóa dịu những cái đại diện cho chư Tôn Đức, giáo phẩm, các giáo hội cũng như đồng bào của chúng ta ở hải ngoại hướng vọng về để những nạn nhân này ở nơi đây cũng được xoa dịu một phần nào. Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng tất cả đồng bào Phật tử ở đây niệm Phật 3 lần để cầu nguyện cho 10 gia đình mới vừa mất. Rồi sau đó chúng con cũng thỉnh Hòa Thượng trưởng đoàn nói chuyện vài lời và Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca đó. Thầy muốn ông sẽ cho xung quanh cái xóm của đồng bào của mình đây nghèo khó một món quà rất là nhỏ thôi. Đây là điểm cuối cùng nhưng mà không nằm trong cái kế hoạch. Mặc dù là quê hương của thầy nhưng mà tại mình ngồi kia khổ hơn mình tới 100 lần rồi. Đó. Cho nên thầy sẽ dành riêng cho khánh quà của mình là 700 phần. 700 phần nhưng mà ở đây mình không có khổ nhiều bằng ở trên Khánh Vĩnh và vùng kinh tế mới. Sứ Tiên, người dân tộc họ khổ lắm. Sáng hôm nay quý thầy lên đó cho 350 phần, mỗi phần quà là 400 ngàn. Cũng như vậy, chiều hôm nay ở đây, quý thầy sẽ gửi ở đây là 200 phần. Chùa Kim Quang sẽ cũng rất là khó khăn cho nên là
sư cô sẽ đến đây nhận 50 phần là 20 triệu, 5 lần 4 20, 20 triệu. Chùa Phước Thiện của cô Châu nhận 20 triệu cho mì thôi. Và cô Trang với lại Phổ Tế hai chùa 20 triệu. Một lát nữa hòa thượng chúng con sẽ giao tiền là 3 phần 150 phần đó là 60 triệu. Vì không có đoàn chúng ta không đủ thời giờ sẽ đi tới đó cho mì và gạo. Cho nên mình sẽ giao qua tại đây. Cũng giống như nãy chúng ta giao 10 căn nhà. Ngắn gọn và không có thời giờ, chúng con kính mời hòa thượng có vài lời. Và xin rất là chân thành cảm ơn ông Đệ Tam Thủ. Nhân cái dịp xuân về cũng có một chút hoa để cho quý vị đồng bào của chúng ta đang trong hoàn cảnh khó khổ, mà trong chương trình không có dự trù, mà Thượng Tòa Tam Phương đã tỉnh ý của chư Tôn Đức trong đoàn để có những món quà này. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương. Từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Cho những con tim khát vọng, và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ. Đệ tử chúng con tình tam nghiệp quy cầm lễ tụng nguyện chư chúng sanh đồng à, kính thưa quý vị, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại Liên Châu vừa kết thúc một tuần lễ quỷ lạo tại các tỉnh miền Trung. Hôm nay tại chùa Tịnh Thất, tại Tịnh Thất Liên Sơn Pháp Bảo thuộc thành phố Nha Trang, thôn Đồng Trâm, xã Vĩnh Thái. Chúng tôi vừa phát 200 phần quà cho đồng bào ở tại nơi đây, và chương trình quý lạo kết thúc do phái đoàn thực hiện dưới sự chứng minh chỉ đạo của chư Tôn Đức giáo phẩm ở các giáo hội Hoa Kỳ. Chúng tôi đã thừa hành lệnh của quý ngài và đã thực hiện cái chương trình cứu trợ hoàn tất của ngày hôm nay, tức là ngày hôm nay 11. Ngày 11 tháng 1 năm 2017. Thưa quý vị, chương trình từ thiện cứu trợ của chúng tôi, mặc dù chư Tôn Đức Tăng Ni trong phái đoàn rất là cực nhọc, nhưng mà rất là hoan hỷ, bởi vì đây là những món quà xuân cho đồng bào của chúng ta ở nơi quốc nội miền Trung yêu dấu, mà họ phải đương đầu với tất cả những cái sự khó khổ của thiên nhiên đem đến cho họ, thiên tai đem đến cho cái đời sống của họ gặp nhiều khó khăn trong dịp xuân về. Thì hôm nay phái đoàn của chúng tôi đã thực hiện khoảng 13 tỉnh, từ Nghệ An vào tới Khánh Hòa,
thì đây là một cái chương trình quý lão và rất là đặc biệt, đầu tiên do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại ngoại Liên Châu đã thực hiện trong cái chương trình này. Thì kính xin trước khi chúng tôi đại diện cho chư tôn đức trong đoàn xin chân thành cảm ơn tất cả những cái sự trợ giúp của quý vị Phật tử ở nơi hải ngoại đã đóng góp tình tài tình vật để cho phái đoàn thực hiện cái chương trình cứu trợ này. Chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là một việc làm, một nghĩa cử rất là cao đẹp mà quý vị đã thực hiện ủng hộ cho giáo hội của Liên Châu thực hiện cái chương trình cứu trợ này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đóng góp cho chương trình cứu trợ chúng tôi được thành tựu viên mãn. Xin kính chúc nhân dịp xuân về, chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị toàn thể ngũ quyến bước sang một năm mới sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường đều được như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Liên Châu. Kính thưa quý đồng bào và đồng hương Phật tử xa gần thân mến, đặc biệt nhất là đồng bào Phật tử tại Hoa Kỳ, đồng bào Phật tử tại Âu Châu, Pháp Vất và đồng bào Phật tử tại Úc Châu. Chúng tôi là Thầy Tâm Phương được thay mặt cho đoàn cứu trợ chư tôn Thiền Đức Tăng Ni có 8 vị và gần 30 Phật tử của nhiều quốc gia: Hoa Kỳ, Úc Châu, Na Uy, Đan Mạch, Pháp Quốc và một số các đạo hữu từ Việt Nam để hỗ trợ cho đoàn trong chuyến cứu trợ trải dài 13 tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Hôm nay là buổi chiều ngày 11 Tây và buổi kết thúc của đoàn cứu trợ đã đi qua 13 tỉnh. Đoàn của chúng tôi sẽ trao đến cho gần 10.000 đồng bào tặng tay những phần quà mà quý đồng hương Phật tử xa gần đã đóng góp. Quý vị theo dõi trên cái clip video này do anh Phong đã theo hỗ trợ và giúp cho đoàn suốt trong gần 8 ngày qua. Anh rất là cực nhọc và ghi lại những cái đoạn phim rất là sống động và cái số tiền đã đi đến trực tiếp từng đồng bào một. Ngoài những số quà mà đã giúp cho đồng bào một món quà mùa xuân ra, thì đoàn đã tặng cho mỗi một tỉnh đi qua như vậy là 2 căn nhà tình thương, mỗi căn giá trị là 50 triệu. Và đoàn cũng đã giúp cho được 3 sửa sang và xây đắp lại 3 căn nhà trẻ, mỗi căn cũng trị giá 50 triệu. Và đặc biệt nhất là chiều hôm nay đoàn đã trực tiếp tới 10 căn nhà đã bị sập tại thôn Phước Lộc, xã Phước Lộc thuộc khu vực gọi là đồng bào của thành phố Nha Trang, mà quý vị đã nhìn thấy trên truyền hình và trên mạng là trong 10 căn nhà đã bị sập trong một tháng trước đây. Chiều hôm nay đoàn đến tạm thời đã tặng cho mỗi gia đình như vậy là 10 triệu. Đặc biệt là hai gia đình mất thì có người mất thì mỗi gia đình như vậy là 20 triệu. Và đoàn đã ghi nhận cái sự thiệt hại này rất là lớn. Và đoàn sẽ có kế hoạch sẽ giúp nơi đó 3 căn nhà tình thương, mỗi căn là trị giá 50 triệu. Và tôi hy vọng là chúng tôi sẽ đem cái sự nỗ lực của mình để giúp cho 10 căn nhà ở đó phục hồi lại được phần nào thì được. Mong rằng coi như là quý vị sẽ nhìn qua cái video này và quý vị có thể coi như là phát tâm thêm. Chúng tôi không có làm mất thời giờ nhiều nữa và xin được thay mặt nhân danh là Thượng Tòa
gọi là phá đoàn, gọi là điều hợp cho chuyến cứu trợ từ Bắc vào vào Trung. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự hảo tâm của tất cả đồng bào xa gần của ba quốc gia Hoa Kỳ, Úc Châu và khu vực Âu Châu đã cùng hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành được cái chuyến đi cứu trợ này thật là ý nghĩa. Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn được khỏe và an lành trong đời sống. Và cũng chỉ còn vỏn vẹn có 2 tuần lễ nữa là chúng ta đón mùa xuân Đinh Dậu. Kính chúc đến gia đình quý vị cùng cô nàng ví viếng một mùa xuân đầy niềm tin yêu và hy vọng, và mãi mãi là những người con dân nước Việt ở xứ người, rất là xứng đáng là một cái bông hoa đẹp của người công dân nước Việt mang ra xứ người. Và đồng thời nếu quý vị hữu duyên thì cũng hộ trì cho Phật pháp được trường tồn để cứu độ nhân sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua câu hỏi của các vị Phật tử trong hương từ bi thì chúng ta cũng biết rằng cái mùa xuân sắp đến, và đặc biệt trong mùa xuân năm nay thì bất cứ mùa xuân nào đối với Phật giáo cũng gọi là mùa xuân Di Lặc, tức là mùa xuân rất là hoan hỷ an vui. Nhưng mà những ngày cuối năm sắp xuân á, thì chúng ta lại nghe tin là ở quê hương Việt Nam, là mảnh đất mà được gọi là khúc ruột ngàn dặm của những người Việt đi hương chúng ta, bị những cái thiên tai rất là lớn, trong đó là lũ lụt và sạt lở của đất và hàng trăm người tử vong. Cho nên giáo hội Phật giáo Liên Châu đã quyết định tổ chức cái công cuộc quỷ lạo như là chị Khánh Tiên vừa hỏi, tức là chúng ta có một tuần lễ mà phải đi tới 10 tỉnh. Nhưng mà đặc biệt á, chúng tôi muốn nói đến cái ý nghĩa của mùa xuân vì Di Lặc an vui, cho nên tất cả chư Tăng Ni và các thiện nguyện viên ở hải ngoại đều về, nghĩa là mặc dù cái thời gian rất là ngắn và rất là bận rộn, vì mục đích là muốn đem cái sự vui vẻ, sự hạnh phúc ít nhất cũng như là một cái tấm lòng mà được chuyên chở qua một món quà để tặng những cái người bà con thân thương của chúng ta ở trong 11, 12 tỉnh từ Nghệ An vào đến bây giờ là Nha Trang. Và như vậy là khi mà chúng ta tặng cái món quà đó cũng đồng nghĩa là chúng ta mang lại niềm vui cho những người đang đói và khổ, kẻ cho và người nhận đều được an vui. Thứ nhất về ý nghĩa cho và nhận, tức là người cho là mình có đối tượng để cho và mình cho đúng người, và mình cảm thấy là hạnh phúc vì mình có thể là mang lại cái sự nữa là an lạc cho người khác, và nhìn cái nụ cười và giọt nước mắt của họ thì mình cũng cảm thấy mình hạnh phúc, bởi vì đó là cái hạnh phúc của người cho. Hạnh phúc của người cho cũng nghĩa là nhờ có họ mình mới có cơ hội được trở thành một người tốt, và nhờ có cơ hội của những người nghèo khổ và mình nghe biết được những biến động này mà mình mới mở được cái tấm lòng đại bi của mình ra, và mình trở thành một cái người xứng đáng đi theo con đường của Phật. Thứ hai nữa là cái niềm vui của người nhận, tức là họ đang trông chờ giống như mình, nó nắng hạn mà đợi mưa vậy đó. Cho nên khi họ gặp các đoàn về và những cái bàn tay thân ái mà đưa đến với họ, mà không phải là chúng ta là cái người mà cái bằng chỉ nghe qua truyền thông rồi gửi cho họ không biết đến đâu, và chúng ta tận tay và chịu cực chịu khổ đi suốt cả tuần lễ, ngày đi đêm nghỉ chẳng hạn vậy, và chúng ta cũng không có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa, thì điều đó đã mang lại cái hạnh phúc họ. Cho nên trong những bức hình mà của các thiện nguyện viên chụp và hương từ bi chụp đó là có những khuôn mặt nữa là họ rất là hạnh phúc, cho nên kẻ cho người nhận là hạnh phúc. Và cái đó có nghĩa là chúng ta đã chuyên chở cái mùa xuân Di Lặc, tức là mùa xuân an lạc và hạnh phúc, vì Đức Phật Di Lặc á, tượng trưng cho từ bi và hỷ xả, tức là cho ra, và nghĩa là bụng chứa cả một cái nghĩa là cái bầu tất cả mọi cái sự quan hỷ Di Lặc đó ban rải cho tất cả chúng sanh, và đồng thời cũng nhẫn chịu tất cả những cái sự khổ cực mà chúng sanh đã có và chính bản thân của chúng ta đã có, nghĩa là chịu đựng được tất cả các sự khổ đau để hóa giải. Thì đó là cái hình ảnh của ruột Di Lặc, cho nên đó cũng là hình ảnh của mùa xuân. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay là ngày cuối cùng tại tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, nơi mà phái đoàn đã đến nơi đây trong suốt một tuần lễ, từ tỉnh Nghệ An đi vào cho đến tỉnh Khánh Hòa, xuôi thấu từ Nghệ An miền Bắc và đi vào tới trong miền Trung, tới tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây là điểm cuối cùng phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại Liên Châu đã thực hiện chương trình cứu trợ này,
Và chương trình này là dưới sự chỉ đạo của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm của bốn giáo hội: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Canada. Đây là bốn cái giáo hội đã thực hiện cái chương trình này dưới sự chỉ đạo của quý ngài. Thì hôm nay trước khi phái đoàn rời khỏi thành phố Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để trở về trú xứ của quý ngài, chúng tôi đại diện cho đồng bào ở tại các tỉnh thành cũng như các cái miền, các xã thôn mà giáo hội phái đoàn đã đi cứu trợ trải qua, thì xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng bào và đồng hương của chúng ta ở hải ngoại đã đóng góp những tịnh tài tịnh vật để cho phái đoàn đi thực hiện chương trình cứu trợ này. Và trước khi phái đoàn rời khỏi tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi cũng xin chân thành một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em ở tại địa phương cũng như Chư Tôn Đức tại địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ dễ dàng cho chúng tôi phái đoàn đến các tỉnh thành để mà cứu trợ trong suốt một tuần lễ qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, và chương trình từ thiện kết thúc trong sự hoan hỷ hoàn mãn của chương trình đầy ý nghĩa của phái đoàn đã thực hiện chương trình này dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị bước sang một năm mới, sắp mùa xuân sắp về, những món quà của quý vị đồng bào của chúng ta ở ngoài đã gửi đến cho đồng bào ở đây để có một cái món quà mùa xuân đầy ý nghĩa trong cái mùa xuân truyền thống của Việt Nam của chúng ta sắp đến. Kính chúc quý vị đồng bào và tại nơi đây được sức khỏe dồi dào, bước sang một năm mới thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường đều được như ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Liên Tịnh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, là phó ban từ thiện. Trước tiên chúng tôi cũng xin thay mặt Giáo hội Âu Châu thành thật tán thán công đức của Phật tử, đồng bào, đồng hương trong vùng Âu Châu đã đóng góp do việc sự cứu trợ bão lụt miền Trung kỳ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, như các vị đã thấy hồi nãy mình đi lên trên ngay chỗ núi lửa đè những cái đồng bào bị thiên tai núi đè, như là bốn vị bị núi đè chết và hai vị nằm trong bệnh viện. Thì có mặt tất cả hòa thượng Tâm Phương, tất cả các hòa thượng ở Liên Châu có về ghé lên thăm và thấy cái hoàn cảnh rất là xúc động, là làm cho mình có một cái nhìn nhận về một cái vô thường, nó rất là chuyển biến về cái số phận của con người. Các thầy cũng rải theo cái tinh thần của Phật giáo là hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, mang bố thí tất cả các pháp tài pháp thủy và chia sẻ những cái lòng yêu thương bằng sự từ bi mà như lời của Đức Bổn Sư chúng ta đã dạy cho suy sẻ cho họ bằng những cái tấm lòng và những cái tịnh tài tịnh vật để mà cứu thoát họ, để mà chia sẻ cùng họ để vượt qua khỏi cái sự mà rất là khó khăn trong cái giai đoạn này, chuẩn bị mùa xuân lại về nữa, họ không có mái nhà, không có những cái thực phẩm để sống, cho các vị đã biết là nó rất là khó khăn như vậy. Thì hôm nay tại chùa Pháp Bảo, tôi là Đại Đức Thích Tâm Thủ, trụ trì tịnh thất Pháp Bảo tại thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Tại nơi đây cũng các vị bên Liên Châu, tất cả các hòa thượng cũng về nơi đây, cũng chia sớt 200 phần quà tất cả các cái đồng bào bão lũ lụt như vừa qua, chia sẻ những cái tấm lòng như vậy. Tôi là trụ trì, tôi cảm nghĩ và cảm niệm và cảm ơn tất cả các vị Phật tử ở nơi ngoại quốc xa quê hương nhớ về quê hương như vậy, thành tâm rất là cảm ơn, rất là có vấn đề mong
cầu mong chư Phật ủng hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào. Các vị hãy nhớ một câu rằng là có nhân có quả, tất cả những cái gì chúng ta tạo ra nó không mất đi, giống như chúng ta sinh ra chúng ta không thể nào xóa đi cái vết chân trên cát, cũng giống như cái mà xóa nhòa đi cái ký ức của chúng ta, đó là một sự nhân quả. Một cái sự nhân quả đó nó sẽ trở lại cho chúng ta. Tất cả các vị suy nghĩ, hành động nào, làm một cái tạo tác nào, nó đều mang đến một cái điều, cái điều thiện hay điều ác dữ cho các vị trước khi các vị làm vấn đề đó. Thì hôm nay các vị gửi tất cả những cái tiền tài và từ tấm lòng, từ cái suy tư, rồi hồi bảo về quê hương và chăm sóc và giúp đỡ như vậy. Tôi xin cảm ơn các vị rất là nhiều. Cũng còn các vị tinh tấn tu hành giữa thân và tâm, giữa tình tài tình vật, các vị hỗ trợ như vậy rất là tốt. Rồi các vị cũng lo tu hành sanh về thế giới Tây Phương, thế giới Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ gặp ở nơi chỗ đó. Nam mô A Di Đà Phật.